Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nhà văn Victor Hugo cùng một tác phẩm tiêu biểu của ông mang tên Những người khốn khổ. Đầu tiên hãy tìm hiểu một số nét về nhà văn Victor Hugo. Victor Hugo sinh năm 1802, mất năm 1885. Ông là một nhà văn nổi tiếng người Pháp. Những tác phẩm tiêu biểu của Victor Hugo phải kể tới Nhà thờ Đức Bà, Những người khốn khổ. Trên màn ảnh chính là nhà văn Victor Hugo, và đây chính là poster của một bộ phim nổi tiếng có tên Những người khốn khổ, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Victor Hugo. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tác phẩm Những người khốn khổ. Những người khốn khổ là một tiểu thuyết tiêu biểu của nhà văn Victor Hugo. Tác phẩm được xuất bản vào năm 1862, phản ánh hiện thực xã hội Pháp thế kỷ 19. Nhân vật chính của tác phẩm là Jean Valjean, là một cựu tù khổ sai. Anh luôn cố gắng sống tốt, nhưng không thể thoát khỏi quá khứ của mình. Những người khốn khổ là một tiểu thuyết hiện thực. Tiểu thuyết đã phản ánh chân thực cuộc sống của nước Pháp và của Paris nghèo khổ đầu thế kỷ 19. Đây cũng là một tiểu thuyết sử thi khi đã phản ánh ba sự kiện quan trọng trong lịch sử nước Pháp, bao gồm trận Waterloo, cuộc nổi dậy của những người Cộng hòa ở Paris vào năm 1832, và cuộc chạy trốn của Jean Valjean. Những người khốn khổ cũng là một tiểu thuyết tâm lý khi đã phản ánh những cái xung đột diễn ra trong tâm lý của nhân vật. Mà cụ thể ở đây đó là xung đột giữa cái thiện và cái ác trong con người nhân vật chính là Jean Valjean. Những người khốn khổ cũng là một tiểu thuyết về đề tài tình yêu khi đã phản ánh chân thực tình yêu của con chiên với giám mục Miriam, tình cha con giữa Jean Valjean và Cosette, hay tình yêu tổ quốc. Đó là một số nét tiêu biểu về Những người khốn khổ, một trong những truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Victor Hugo, và cũng được đánh giá là một trong những tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại. Đây cũng là một tác phẩm phản ánh hiện thực xã hội vào thế kỷ 19 ở nước Pháp, và cũng mang những cái giá trị nhân văn sâu sắc. Cảm ơn các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học sau.